chạy bộ hàng ngày còn tốt hơn tập gym. Sự thật thú vị bạn chưa biết. Chạy bộ hàng ngày đem đến nhiều lợi ích về sức khỏe lâu dài cho người chạy, tăng cường vận động giúp cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai hơn và tuổi thọ cũng kéo dài hơn. Đi tập tạ và máy tập ở phòng gym nghe có vẻ nặng nề so với việc chạy bộ, nhưng tập gym mang lại những lợi ích mà nếu chỉ chạy bộ bạn sẽ không đạt được. Ngược lại, chạy bộ cũng có những lợi ích riêng, hiểu hết các lợi ích mà chạy bộ mang lại, có thể bạn sẽ muốn bắt đầu chạy ngay từ bây giờ đấy. Và bạn biết không, có một sự thật thú vị là chạy bộ hàng ngày còn tốt hơn tập gym đấy. Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này qua video sau đây của Chạy 360 nhé. 1. Chạy bộ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ. Những người tập chạy bộ thường sống lâu hơn bình thường. Trong một cuộc nghiên cứu nội khoa theo dõi khoảng 1.000 người trưởng thành từ 50 tuổi trở lên trong suốt 21 năm, kết quả cho thấy 85% những người hay chạy bộ đều còn khỏe mạnh, trong khi chỉ có 66% người không chạy bộ còn sống. 2. Chạy bộ giúp cải thiện tâm trạng. Nhiều người cảm thấy hưng phấn hơn khi chạy bộ, vì khi chạy, bộ não tiết ra endorphins, các phân tử giống như cần sa giúp người chạy bộ cảm thấy vui vẻ và thích thú. Chạy bộ 30 phút mỗi sáng trong 3 tuần giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tâm trạng cũng như khả năng tập trung của bạn. 3. Chạy bộ giúp bạn hấp thu vitamin D. Cơ thể chúng ta hấp thu vitamin D chủ yếu là từ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, hầu hết mọi người ngày nay đều dành thời gian trong nhà, khiến tỷ lệ người bị thiếu vitamin D gia tăng đột biến. Chạy bộ ngoài trời không chỉ giúp hấp thụ vitamin D mà còn chống trầm cảm, ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và giúp xương chắc khỏe hơn, ngăn ngừa bệnh loãng xương. 4. Chạy bộ giúp đốt cháy calo cực nhanh. Một giờ tập gym trung bình đốt khoảng 300 calo, một giờ chạy bộ điển hình có thể đốt gấp đôi lượng calo đó, và một giờ tập máy chạy bộ đặt ở mức nhanh có thể đốt trung bình từ 705 đến 865 calo. Các loại máy tập leo cầu thang, máy tập chèo thuyền và xe đạp tại chỗ đều đốt ít calo hơn. 5. Chạy bộ giúp xương chắc khỏe. Không như các bài tập aerobic, chạy bộ giúp bổ sung và tái tạo xương cùng các cơ trong cơ thể. Bơi lội, đạp xe và máy tập chạy ăn lấp không thể giúp bạn rèn luyện xương khớp, nên xương bạn có thể sẽ bị yếu hoặc loãng nếu bạn chỉ tập các bài tập trên. 6. Chạy bộ hàng ngày giúp bạn đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chạy bộ hàng ngày giúp rèn cho bạn tính định hướng mục tiêu. Khi chạy, bạn sẽ luôn phải cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu, bao gồm cả yêu cầu thời gian, nỗ lực và tính kiên trì. Lối tư duy và những nỗ lực bỏ ra trong quá trình chạy có thể giúp bạn trong các mục tiêu sự nghiệp, tài chính và cả những mục tiêu cá nhân. 7. Chạy bộ khiến bạn dẻo dai hơn. Bạn phải tập đa dạng các bài tập gym mới giúp cơ thể dẻo dai. Trong khi chỉ cần chạy bộ bạn đã có thể thực hiện điều này. Chạy bộ giúp rèn cho cơ thể dẻo dai và tinh thần vững vàng, từ đó giúp bạn trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Chạy bộ hàng ngày không gây hại đến đầu gối mà còn có tác dụng ngược lại. Chạy bộ, kể cả marathon, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh viêm khớp gối. Đây có thể là do chạy bộ giúp đẩy mạnh tuần hoàn dinh dưỡng đến các sụn, đồng thời gia cố cho dây chằng ở khu vực khớp gối. 8. Chạy bộ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bệnh, 30 phút chạy bộ nhẹ nhàng có thể kích thích hệ miễn dịch, giúp đẩy lùi bệnh cảm trước khi bệnh bộc phát hoàn toàn. Hoặc nếu bạn có bị cảm thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn nhiều so với bình thường. 9. Chạy bộ giúp cải thiện tim mạch. Hiện nay, các bài tập aerobic là các bài tập hữu hiệu nhất để tăng cường hệ tim mạch. Và chạy bộ cũng được xem là một môn thể thao aerobic, cải thiện khả năng hô hấp sẽ giúp tim mạch khỏe mạnh, đồng thời giúp giảm nhịp tim trong lúc nghỉ ngơi, giảm huyết áp và cholesterol. 10. Chạy bộ hàng ngày giúp bạn có đôi mắt khỏe mạnh. Thường chẳng ai nghĩ đến thị lực khi nhắc đến lợi ích của việc tập thể dục, nhưng theo một nghiên cứu vào năm 2013, chạy bộ nhiều hơn 8 km một ngày sẽ giúp giảm 41% khả năng mắc bệnh đục thủy tinh thể, nguyên nhân chủ yếu khiến người cao tuổi bị giảm thị lực hoặc mù lòa. Hẳn bạn sẽ khó cải thiện thị lực nếu chỉ tập gym. Không phải ai cũng có thời gian tập đa dạng tất cả các bài tập gym, nhưng tăng cường vận động hàng ngày qua chạy bộ không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện rất nhiều. Càng siêng năng tập luyện từ bây giờ, bạn càng có sức khỏe dẻo dai và không mấy lo lắng về bệnh tật khi về già. Vậy sao bạn không lên kế hoạch chạy bộ ngay nhỉ? Hãy tiếp tục theo dõi những video về hướng dẫn chạy bộ mà chúng mình gợi ý sau đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Video của Chạy 360 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chạy 360.
Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, share và subscribe để ủng hộ Chạy 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.